Dấu hiệu tiểu đường đừng bỏ qua. Ấy. Rất có thể bạn đang có dấu hiệu của bệnh tiểu đường nhưng lại không hề hay biết đấy nhé. Tiểu đường vốn được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng vì nhiều khi đường huyết tăng cao nhưng chưa chạm mức nguy hiểm nên sẽ không để lại triệu chứng rõ ràng. Theo thời gian, bệnh sẽ phát triển và gây biến chứng, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể, thậm chí biến chứng gây mù loa, tử vong. Bạn sẽ được chẩn đoán tiểu đường khi có lượng đường trong máu hay còn gọi là đường huyết của bạn quá cao. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này thường là do cơ thể bạn không sản xuất đủ insulin, một nội tiết tố giúp cơ thể bạn chuyển hóa đường. Mặc dù tại thời điểm này, cơ thể của bạn vẫn đang khỏe mạnh, nhưng đừng chủ quan, nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra được mình mắc tiểu đường ngay nếu cơ thể có những biểu hiện thất thường. Đã có rất nhiều người từng nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì chẳng ai phát hiện ra được cho đến khi quá muộn. Những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo bệnh tiểu đường chính là liên tục khát nước. Nhiều khi bạn khát nước và đã uống nước khá nhiều nhưng cảm giác khát nước vẫn còn. Vì sao lại như thế? Đó là do khi lượng đường trong máu bạn tăng cao, cơ thể bạn sẽ tự động tách phần nước có trong các tế bào rồi bơm trực tiếp vào máu để pha loãng lượng đường bị dư. Các tế bào lúc này thiếu nước sẽ kích thích não, gây nên cảm giác khát nước không ngừng nghỉ. Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo bạn bị tiểu đường rồi đấy. Đi tiểu nhiều lần trong ngày. Nếu số lần bạn đi tiểu trong một ngày lớn hơn số 7 thì có thể bạn đã bị đái tháo đường. Nguyên nhân là do cơ thể bạn muốn loại bỏ lượng đường dư thừa, thận hoạt động mạnh hơn nên sẽ đi tiểu nhiều hơn. Sụt cân bất thường. Bạn biết không, cơ thể của chúng ta giống như một cỗ máy vậy, cần nhiên liệu để hoạt động. Và nhiên liệu chính cho cơ thể chính là đường, glucose. Bệnh tiểu đường khiến cơ thể không thể chuyển hóa năng lượng từ thức ăn, nó buộc phải lấy năng lượng từ mỡ và các cơ. Thiếu insulin dẫn tới giảm tổng hợp protein và mỡ, tăng quá trình tiêu protein. Tiêu mỡ tất yếu sẽ dẫn đến sụt cân. Trong trường hợp này, bạn nhớ kiểm tra cơ thể tổng quát liền nhé. Đói và mệt mỏi. Khi cơ thể bạn không thể hấp thu lượng đường cần thiết trong máu để giải phóng năng lượng do sự thiếu hụt insulin, thì đường sẽ bị tích trữ một cách dư thừa trong máu và ra khỏi cơ thể. Vì vậy, nhu cầu nạp thức ăn để lấy thêm năng lượng của cơ thể sẽ tăng cao để bù lại phần năng lượng bị thiếu, dẫn đến cảm giác đói và mệt mỏi thường xuyên. Dễ bị nhiễm trùng và nhiễm nấm. Lượng đường trong máu cao và hệ thống miễn dịch, cơ chế tự bảo vệ của cơ thể bị ức chế, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể, dẫn đến dễ bị nhiễm trùng và nấm. Đó chính là lý do vì sao bạn thường thấy người bị tiểu đường luôn cảm thấy ngứa trên cơ thể, đặc biệt ở bộ phận sinh dục. Thì lượng yếu đi. Bệnh tiểu đường sẽ khiến cho lượng đường trong máu cao và dẫn tới phá hủy mao mạch ở đáy mắt. Từ đó bạn sẽ bị xuất huyết, phun nê, đặc biệt phù ở hoàng điểm sẽ làm giảm thị lực, mặc dù trước đó bạn không bị các bệnh về mắt. Ngoài ra, một số triệu chứng khác của bệnh tiểu đường cũng thường bị bỏ qua như vết thương chậm lành, chân tay bị tê hoặc ngứa dần dần như kiến bò. Cũng có những trường hợp cơ thể chẳng có biểu hiện gì bất thường cả nhưng đã mắc bệnh tiểu đường rồi. Tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa và có những diễn biến khó lường. Vì thế, khi cảm thấy buồn nôn, khát nước, chân tay tê bì, ngay cả khi ở tuổi còn trẻ, thậm chí rất trẻ, hãy chủ động đến bệnh viện để kiểm tra, vì đó có thể là những dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Để phòng ngừa, bạn đừng quên khám sức khỏe định kỳ hàng năm, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và tập luyện hợp lý nhé. Chúc bạn luôn vui khỏe!